Sáng nay Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp đoàn công tác Lữ đoàn tàu ngầm 189 và tàu ngầm 186 Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết quyền đảng Tân Sử năm 2021. Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đại tá Nguyễn Quốc Hương. Tại buổi tiếp, Thượng tá Nguyễn Văn Bách, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 gửi lời chúc mừng đến những kết quả nổi bật của thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác quốc phòng an ninh, đồng thời bày tỏ vui mừng với quá trình xây dựng và phát triển gần 10 năm qua của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng đây là nguồn cổ vũ động viên rất lớn để lữ đoàn tiếp tục hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo của tổ quốc trân trọng và cảm ơn những tình cảm quý báu của lữ đoàn tàu gầm 189 dành cho thành phố đà nẵng bí thư thành ủy nguyễn văn quảng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của lữ đoàn trên các mặt công tác nhất là về nhiệm vụ huấn luyện xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ hiện đại đồng thời bày tỏ tin tưởng lữ đoàn tàu gầm 189 sẽ tiếp tục phát huy vai trò năng lực nhất là trong bối cảnh tình hình trên biển đông vẫn đang diễn biến phức tạp để sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống nâng cao khả năng phòng thủ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của quân và dân cả nước nói chung và thành phố đà nẵng nói riêng